Ngày hôm nay, chúng ta có thể có một vũ khí mới trong trận chiến chống lại COVID. Hãng Pfizer mới phát hành nghiên cứu về một viên thuốc chống virus. Họ nói rằng thuốc này của họ giúp đỡ không nhập viện và không bị chết khoảng chừng 89%. Và phải cần uống thuốc trong vòng 3 ngày khi bị nhiễm COVID. An FDA review is likely weeks away as cities and states across the country. FDA dài tuần nữa sẽ coi về thuốc này. Are rolling out new rules to try and corral COVID now. Trong lúc này đang sửa soạn đưa ra nhiều cái luật lệ mới để cho chặn lại về cái COVID đang tăng ngay bây giờ. From California, reimposing an indoor mask mandate. Từ bên California kêu đeo khẩu trang trở lại. Philadelphia matching New York City. Giống như bên Philadelphia và New York cũng vậy. And phasing in proof of vaccine for all indoor diners, including kids as young as 5. Kêu tất cả mọi người cần đeo khẩu trang khi đi ăn ở bên trong, cả luôn trẻ em 5 tuổi. This announcement will help reduce the risk of spreading COVID when people are enjoying our city. Thông báo này sẽ giúp giảm rủi ro lan truyền COVID khi mọi người thưởng thức các nhà hàng của thành phố của chúng tôi. Cộng luôn những cái chỗ nào mà bán đồ ăn trong thành phố. COVID-19 đang tăng lên cao ở bên Florida. Tăng lên trong vòng 2 tuần khoảng chừng 80%. Và số người xếp hàng để test rất là nhiều. Và cũng có cái chuyện lộn xộn về đeo khẩu trang, không đeo khẩu trang và test COVID-19 hay không test. Có nhiều chỗ thì chúng tôi phải cần đeo khẩu trang, có nhiều chỗ thì chúng tôi không cần đeo khẩu trang. Nói về cái chuyện mà đi du lịch, theo cô này nói, tôi đây không có hiểu tại sao chúng ta phải cần test về COVID. Và chúng tôi đây đã chích thuốc ngừa rồi, tại sao cần test? Đối với tôi thấy cái đó không có đúng cho lắm. Sắp sửa tới Noel rồi. Tụ họp lại với nhau trong ngày lễ có thể tăng nhiễm rất là nhiều. Một nguyên tắc cần thiết phải làm theo. Consider self-testing before joining indoor gatherings with others who are not in your household. Cần test về COVID-19 trước khi nhập tiệc với những người mà không có ở chung nhà của mình. In general, you do not need to wear a mask in outdoor settings. Giống như không cần phải đeo khẩu trang khi ở bên ngoài. Unless it's crowded or you're around unvaccinated people. Hoặc là cái chỗ của mình ở bên ngoài quá đông người. Và mình xung quanh những người mà không có chích thuốc ngừa COVID-19 thì cần phải đeo. Indoors, avoid poorly ventilated spaces and... Còn ở bên trong không có nên đến những cái chỗ thiết kế không có được tốt về hệ thống không khí. Do wear a mask if the community has high transmission. Và nên đeo khẩu trang khi mà thấy cái chỗ đó có thể dễ bị nhiễm COVID. As for making that trip in the first place, the government... Nói về cái chuyện mà đi du lịch. Nên ngừng lại không có đi du lịch trừ khi mình đã chích thuốc ngừa đâu ra đó hết rồi mới nên đi. Và với tỷ như mình cũng vẫn muốn đi thì mình nên test trước khi mình đi, sau khi mình đi tới mình test coi có bị nhiễm hay không. Đây là với tỷ chúng ta đi thăm gia đình của mình đó thì mình phải cẩn thận đâu ra đó để khỏi mất công bị nguy hiểm. Đài hỏi anh này, anh biết hiện tại bây giờ chuyện gì xảy ra với COVID, nhưng mà anh vẫn đi thăm gia đình, có phải không? Và anh nói anh hơi lo một chút xíu, Và tại sao mà anh quyết định cũng đi thăm gia đình thôi? Anh ta trả lời, tại vì tôi đây nhớ gia đình của tôi cho nên tôi đi thăm thôi. Có nhiều người tôi nói chuyện với họ, họ cũng nói giống y hệt như vậy. Và đây, thêm của đội
Football NFL ngày hôm qua. Có 37 người trong đội football của NFL đã bị nhiễm COVID-19 vào thứ hai vừa qua.